có thể mình biết nhưng mà không nhanh bằng người ta thì trả lời không được. Cũng có thể không biết mà bấm đài để giành quyền trả lời nhưng lại bị bắn. Đó chính là tình trạng của Ninh Dương Lan Ngọc đã từng xảy ra rất nhiều lần trong chương trình này. Hả Hồng Gia hả? Hả Hồng Gia vô tới đây luôn. Hãy chọn gặp đi ạ. Cho nghe chọn trước. Em có thấy ai ngu nhất? Alo. Không. Em có thấy ai có thể nuốt chửng được? Ngon ăn nhất. Sao á? Xin giới thiệu Thúy Ngân là ba trường đại học nha. Em là tùy lúc nha. Nếu vậy thì chọn anh Luật đi. Luật rồi, Luật gì ghê lắm nha. Không, anh Luật khờ khạo lắm. Khờ khạo lắm. Trời ơi, Luật khờ khạo lắm. Anh Luật khờ khạo lắm, vui tươi lắm. Chỉ biết chơi thôi, chả biết gì. Bây giờ em thắng một cái rồi. Sau khi đội em họp bàn chiến lược thì em xin được phép chọn anh Luật ạ. Đây là anh muốn đối với ai? Không, tùy em, cho em chọn trước. Em đối chị Lâm Bị Dạ. Đồng ý. Ok. Định mình vẫn chấp đặt Thúy Ngân và Trương Thế Vinh. Gặp đầu tiên là ai? Tất kia ngoại tôi rồi. Thúy Ngân, Trương Thế Vinh đi. Ok. Trời ơi thôi à. Câu đầu tiên trong bộ phim truyền hình Vòng Xoáy Tình Yêu. Trời ơi. Phim đó có tôi. Lâm Vi Dạ thuở mới vào nghề đã đảm nhận vai diễn có công việc là gì? À, dễ quá dễ. Dễ. Chúng tôi có hai lựa chọn. Chị Dạ nhắc rồi. À, chưa. Giơ tay. Giơ tay phải trả lời. Y tá. Y tá. Hay là ở đợ. Ủa sao biết vậy? Sao biết vậy? Dồn cái miệng đằng kia. Nhắc ngừng luôn. Tá, y tá. Ủa vậy đáp án này không được tính à? Sao không tính? Nhắc người nào thì người đó được tính chứ. Nè, Hả Hồng Gia. Chúng tôi có hai lựa chọn là y tá và ô xin. Vinh nói là Vinh có biết gì đâu, nhìn cái miệng Lâm Vi Dạ. Em trong đầu có nghĩ chị làm ô xin không á? Đúng rồi, anh nghĩ là ô xin. Ôi là y tá em à. Mới vô nghề dạ, thôi dạ, mà trai cao sang rồi chưa. Nhưng mà tức một cái là tự nhiên tự mình hại mình. Câu số 2, lợi thế dành cho tôi và Lâm Vĩ Dạ. Ủa hả? Ủa phim nào có lại nhìn chị Dạ tiếp anh Vinh. Lợi thế tiến lược luôn mà chắc tiến lược không biết này đâu. Nhắc. Không biết đâu. Trái tim của người phụ nữ to nhất là khi nào? À, chết rồi. 5. Trái tim của người phụ nữ anh to nhất. Anh đã nói vậy rồi không biết thôi ha. Dạ ha. 5. Khi gặp người yêu. À, khi không phải. À không. Khi gặp. Em rồi. Em có ca không? Khi gặp người yêu. Khi mang bầu. Em trả lời khi gặp người yêu rồi. Em nói khoan chưa. Chừng nào em nói là ban giám khảo câu trả lời cuối cùng của em á là. Ai, chương trình không có câu trả lời cuối cùng. Tại sao tim mang bầu tim to? Thì có đứa con nữa. Ủa thì có đứa con tại sao tim to? Thì tại vì nó phải bơm máu lên trái tim mẹ. Đúng. Bơm phụ cho đứa con. Bơm liên tục để nuôi cả bầu thai và cả mẹ. Nên sẽ to người hơn. Người ta chưa kịp nghĩ một giây thôi mà ban giám khảo. Một giây để làm quá khứ. Ủa anh Luật cũng có con mà anh không biết hả? Bớt nói mấy cái câu đó lại để người ta nói tôi. Tôi biết. Biết sao? Trái tim của người phụ nữ to hơn khi mang thai. Tại vì là phải nuôi con và mẹ. Nãy giờ người ta mới nói câu đó xong luôn à. Cắt cái đoạn trước, lấy cái đoạn này ghép vô. Rồi thế tiếng lực luôn, mình chắc tiếng lực không biết này đâu. Nhắc đi nhắc. Không biết đâu. Không biết đâu. Câu này quá dễ luôn. Đã là người Việt Nam ăn phải biết. Hả? Trời ơi. Trả lời không được là mình ở xứ nào? Sao mà cái này chưa áp lực câu hỏi mà áp lực từ ban giám khảo chứ? Kể tên năm hòn đảo ở Việt Nam. Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc, hết Côn giờ. Đảo hết giờ. Hết giờ Phú Quý là đúng rồi nhưng mà đúng. Đều lâu quá. Không, anh đâu có tính giờ đâu. Lâu quá. Quá đơn giản cho một cuộc tình. Trong tuồng cái lương Lan và Điệp. Trời ơi, cái này phải là đố tôi. Biết không ạ? Dạ biết. Biết không ạ? Em biết. Trong tuồng cái lương Lan và Điệp, Điệp đã phụ tình Lan. Đúng vậy. Để cưới cô gái nhà giàu khác. Trời ơi, đừng có nói không biết tên nha. Cô đó tên gì? Cô đó tên gì? Em biết luôn á. Trả lời. Liễu. Không phải. Đúng rồi. Thúy Liễu mới đúng. Thúy Liễu mới đúng. Liễu gì Liễu? Đúng. Liễu. Lê Liễu. Nếu mà anh hỏi là tên đầy đủ là gì em là né. Thúy Liễu. Rồi, còn tên Liễu lại. Là đúng. Thúy Liễu là chị Thúy Ngân làm sao Ngân không biết được. Đúng vậy. Tên đầy đủ là gì? Thúy Liễu. Em giơ tay.
Thí liễu, thí liễu. Thí liễu. Thí liễu. Thí liễu. Thí liễu. Thí liễu. Dạ, tao phải nói tên lót mà làm vĩ dạ. Tiếp theo. Đúng rồi. Thôi đừng cãi. Ngân nó ra cái nông nổi này là do nghiệp. Đây là do nghiệp. Bộ phim điện ảnh gần đây nhất mà Trương Thế Vinh tham gia của kênh hành động đấu súng tên là gì? Quá dễ luôn. Ủa, phim của em đó. Phim hành động điện ảnh hả? Ai yêu nhau như cơn sóng vô. Vô dây tay không? Trả lời. Người bất tử. Phim của mình mà còn suy nghĩ trời. Thôi câu này ép Ngân quá à. Làm sao mà Ngân biết được? Ngân thì bây giờ, câu dành cho Ngân. Lần đầu tiên Thúy Ngân tham gia bảy nụ cười xuân là mùa mấy? Trời ơi, mùa quá hai. Dễ. Sai rồi, ba, mùa ba. Anh là đầu tiên, em là khách mời, em là khách mời, em là khách mời mùa hai. Khách mời mà em là khách mời mùa hai. Anh phải nói rõ là cái gì? Đọc Ngân. Đúng, Vinh chính xác. Lần đầu tiên tham gia. Lần đầu tiên tham gia. Tôi còn nhớ là sau đêm đó là hai người đi đâu nữa? Chính xác là tập 3. Tại tập sao Vinh lại nhớ? Vinh nhớ rõ ràng là tóc ngắn. Trời ơi, qua hôm sau tôi chọc Vinh quá trời. Câu số 7. Loài động vật nào trước khi nở ra mà con người chúng ta có thể tác động và quyết định giới tính của từng con? Con gà. Con gà là một lựa chọn. Gà mờ luôn. Chip. Chip à? Chip. Chip. Con chim. Chim gì? Nói chứ em nhắc con gà á, tại vì em nhớ là em có coi thế giới động vật á, là ở trong trứng vậy nè, người ta bơm cái lòng đỏ vô luôn á, người ta quyết định được cái... Đáp án là con rùa. Rùa biển là con quyết của mọi người. Cho nên mọi người thấy là ở ngoài con đảo mình á, là có một ban bệ chuyên bảo vệ rùa biển và làm cho chúng sinh sôi nảy nở thiệt nhiều và quyết định giới tính bằng cách là cái con nào mà muốn giới tính mà đực á là người ta sẽ ấp ở trong bóng mát à. Và con nào giới tính cái á để cho sinh sản nhiều là để ngoài nắng. Anh đã chơi luôn rồi. Lân đảo mình ra thì có một cái đảo biên phòng nhỏ, sẽ có hai chuồng, một cái chuồng ấp ở trong mát, một chuồng ngoài sân ấp dưới cát luôn. Sau khi được chúng nở là bắt đầu người ta đưa ra tận nơi để cho chúng sống, để giảm thiểu cái việc bị con vật cắn ăn thịt á. Tính ra giống cái là cực khổ từ hồi còn trong trứng ha. Toàn là phải chịu thương, chịu nắng, chịu gió. Giống cái bị phơi nắng nó điên lắm. Cắt nó con đực, mấy con đực tội lắm. Câu sau đây là một cái câu mà nghe cẩn thận, nếu không sẽ trả lời sai bét. Hoang mạc lớn nhất thế giới là ở đâu? Hoang mạc nha. Nam Cực. Nam Cực. Nó phải nói đâu đó là Nam Cực. Không, nó trời ơi. Đố mọi người tại sao Nam Cực có người không sinh sống? Lạnh quá lạnh. Không. Bắc Cực thì còn có người sinh sống được, nhưng mà Nam Cực là bị Bắc quá. Bắc Cực thì có người sinh sống. Quá. Nó không có đất liền. Nó không có bề mặt để sinh sống. Đúng rồi, nó không có bề mặt. Kể tên ba bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Trời em ơi, không biết nữa thôi. Naruto, Bảy Viên Ngọc Rồng, Doraemon. Doraemon hả? Doraemon. Doraemon. Câu cuối cùng, loài động vật nào mang tên một loại vũ khí? Em. Cá kiếm. Hay. Em gỡ dạc được hai câu. Tổng kết, Vinh mang về 7 đáp án chính xác. Mình chỉ có 3 thôi. Lần đầu tiên Vinh thắng. Ngân à. Cặp tiếp theo. Cười em hả? Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc. Sao mà rung quá vậy ta? Hả Hồng Gia? Đấu với anh Luật kiểu tri thức bằng nhau quá dễ. Tri thức bằng nhau. Không có bị áp lực nhiều. Chữ gì có sắc thì ở dưới nước, mà không sắc thì từ miệng mà ra. Em biết. Trả lời. Ca và cá. Đó là một sự nhắc. Đâu, chỉ vừa trả lời mà. Đâu có nhắc, cái này là em xin được trả lời thôi. Cái gì vậy? Là đội nhắc đó. Ủa cái gì vậy em? Không, mọi người chưa giơ tay mà. Không, em giơ tay. Nếu anh một thấy trong hai chị. Không, nhắc là bị phạt thôi. Hay, ngon. Ai mượn? Vô rồi.
để anh Trương Long ở trận bây giờ. Vậy cảm ơn con bé hai chùm. Có xác là cá, còn không có xác là ca là tiếng ca mình đó. Ai mượn tự nhiên giơ tay lên, em xin trả lời và trả lời luôn. Ủa đang họp phụ huynh hay gì vậy? Cô bé lanh chanh giọng chú. Câu tiếp theo. Em quên. Một tháng có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? Một tháng có nhiều nhất là 4 ngày chủ nhật. Quá giỏi. 3 ngày hả? 5 ngày. 5 ngày. Trời ơi, câu này là buồn quá. Ai đi học là phải biết. Ủa, vậy là không biết là không có học. Điểm nào cách đều tất cả các điểm trên một đường tròn? Quá dễ. Cái gì đó, ở giữa đây là điểm. Không biết, nói đi, nói cho tâm. Đúng. Tâm. Cái tâm. Bộ phận nào trên cơ thể thằng lằn có khả năng mọc lại? Đuôi. Trời ơi. Chính xác đuôi. Câu số 6. Điện từ còn thiếu vào chỗ trống. Ruộng ai thì nấy đắp bờ, nhưng ai nấy gặp đợi chờ chấm chấm. À, biết không? Mời trả lời. Không. Anh mới giơ tay hả? Em. Mời. Đợi chờ làm chi? Ngồi đó làm chi? Đợi chờ làm chi? Ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp đợi chờ uổng công. Đó. Gần nhau mà ban giám khảo. Bơm. Gần nhau cãi ban giám khảo kìa. Ban giám khảo đang bận bơm rồi. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo này có lợi thế cho ai không ạ? Cho em. Ừ, là tính toán. Không. Trong truyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ, hoàng tử xuất hiện khi nào? Không có hoàng tử. Trời ơi, ai mà làm như thương em hay gì á. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ đâu có đăng quang hoa hậu. Có không thể nào mà có hoàng tử được. Chỉ có con sói và bà ngoại thôi. Bà gì? Chú thợ săn nữa. Bà thôi. Có bà thôi. Trong câu anh hành ăn hành hăng có bao nhiêu chữ? Hờ đúng không? Chữ. Mời bé đoán. Có bao nhiêu chữ hờ đúng không? Em giơ tay trước. Ăn hành hăng ba chữ hờ. Ăn không có chữ hờ. Quên. Cho nó lời lại. Anh là một chữ hờ nè. Ăn hành hai chữ nữa là ba chữ. Hành hăng là ba chứ một là bốn. Bốn chữ. Anh hành ăn hành hăng có tất cả là sáu chữ hờ. Trong bức tranh dân gian Đông Hồ, em bé ôm gà, đó là bé trai hay bé gái? Có mặt cái yếm à. Em nghĩ là bé gái. Em nghĩ là bé gái. Và đáp án của chương trình là bé. Bé trai. Dữ lộn. Bé có cái chỏm đằng trước bé đây trai. Là bé trai. Câu này nó rất dễ nhưng nghe nó mệt lỗ tai. Người lớn lớn hơn người bé. Người bé bé hơn người lớn. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn không phải là cha của người bé. Người lớn là mẹ, không phải cha thì là mẹ. Chính xác. Hay quá. Ủa chưa đọc hết câu hỏi luôn. Mới hay. Có chơi với giám khảo mà. Nếu mà nói về tay nhanh hơn não thì không ai bằng Lan Ngọc đâu. Chị dạ, chị còn ở đó không chị? Ok ok. Tay nhanh hơn não. Như vậy là Lan Ngọc thắng. Yeah. Trời, xanh lá thắng hai lượt. Nếu bình luận. Vậy là em đâu có chơi đâu anh. Nhưng mà Kiêu Lê sẽ là người tiếp tục đấu với Tiến Luật. Yeah. Lên em. Đã áp lực hơn hẳn luôn á. Bây giờ vậy, Kiêu Lê dù thắng hay thua thì em vẫn thắng. Thì đội mình vẫn thắng ở game này. Dạ. Ba của Tèo gọi mẹ của Tí là em dâu. Vậy ba của Tí gọi ba của Tèo là gì? Là anh. Ủa thôi nhiều ghê. Chính xác là anh thôi. Anh trai bình thường. Cũng là gia đình hồi nãy. Tí là gì của Tèo? Tôi không chắc hồi nãy nha. Dạ em họ. Em họ. Anh em họ. Rồi xong. Em họ, chính xác. Mất cái não, nhân cái não. Đó, còn lại này là xong lên, tiến tới. Một ngày kim giờ quay bao nhiêu vòng trên đồng hồ? Ý,
Một ngày Kim giờ quay là 2 vòng mà 2 giờ. Cái này chắc Lượt thua rồi, câu này Lượt thua chắc luôn. Dưới rồi, dân cái nào rồi. Câu này là thuộc về Ghiêu Lê rồi. Chắc đừng anh, đừng. Chân cuộc sống này không nói trước được điều gì. Nữ nghệ sĩ Hàn Quốc nào có lượt follow trên Instagram cao nhất? Anh Ê, Ghiêu. Money. Anh biết lật vô tay à? Hả? Em không nghĩ là Lisa rồi, như Lisa. Nhắc. Em xin lỗi. Biết không? Lisa. Lisa là ai? Lisa là trong nhóm Blackpink. Quá dữ, người gì, người nước nào? À, Thái Lan. Quá dữ, đây là kiến thức ra. Câu tiếp theo. Cái gì chỉ xài được một năm, sang năm phải đổi cái mới? Danh lịch. Yeah. Rồi, rồi, cái não giận rồi. Anh Lực ơi. Đòi em là cốt. Where are you? Hey. Thôi, không lẽ nhầm nữa, tụi em ăn thì kỳ luôn. Anh Lực, danh Lực làm gì mà để cho đội kia lớn ác như vậy? À, em đừng nói câu đó. Về đi. Về đi, bữa nào rảnh là lên thăm anh sao nha. Ghê vậy. Chị sao? Câu tiếp theo. 1 bằng 5, 2 bằng 10, 3 bằng 15, 4 bằng 20, 5 bằng mấy? Vậy 5 bằng 25. 5 bằng 25 là một câu trả lời. Chết quốc. 5 bằng 5. 5 bằng 365 ngày. Không. Mấy con không có nói gì hết. Chúng tôi sẽ đọc lại. 1 bằng 5, 2 bằng 10, 3 bằng 15, 4 bằng 20. Vậy 5 bằng mấy? 5 bằng 1. Quá hay. Câu tiếp theo. Câu này Lượt lợi thế. Trời ơi, đối với áp lực quá vậy. Một mẹ thường có 6 con, yêu thương mẹ sẽ nước non vơi đầy, đó là cái gì? Một mẹ. Ủa. 5. Bình trà. Bình trà có nhắc không? Dạ. Không. Rất rõ luôn. Không có nhắc. Em xin thưa chị. Dạ là dạ có diễn đả nè. Cái này có thể một là bú sữa, hai là uống rượu, nhưng chứ mà không phải là bình trà. Kính thưa quý vị quan khách, tôi chỉ hỏi là có nhắc hay không thôi, tôi không cần nhắc đúng hay nhắc sai. Đúng. Hay quá anh ơi. Nhắc sao? Cái đó sai đúng không? Văng cái não luôn rồi. Bộ ấm trà là đáp án chính xác. Câu tiếp theo. Nước nào nóng nhất? Nước sôi. Quá trời dễ. Câu số 9. Cầu Móng ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ có màu gì? Màu xanh. Xanh. Chính xác. Cầu Móng dài 128 mét. Hả? Một người đi xe máy chạy với vận tốc 40 km/h, hỏi bao lâu thì đi hết cây cầu đó? Cầu đó không cho xe máy đi lên. Cầu đó là dành cho người đi bộ. Anh suy nghĩ ư? Trời ơi, bắn rác. À thì ra anh lấy chân anh che. Anh bỏ ra đi. Anh lấy chân anh che sao? À, hỏi với cái Lực đó bắn đào lắm. Không, anh Lực ơi, anh phải duỗi cái chân này ra đây. Ghiêu thông minh quá trời. Ở lần này, Ghiêu Lê và Tiến Lực huề nhau. Bộ muốn ăn thầy hiệu trưởng dễ lắm hả cưng? Có nghĩa là đội màu xanh lá sẽ là đội bị phạt. Nhưng trước khi bị phạt, chúng ta cùng thư giãn với câu chuyện của ngày hôm nay ở gia đình của Bảy Nụ Villa. Đây là trò chơi tiếp theo của Bảy Nụ, cười sơn. Trò chơi lên nhanh tay nhanh trí, quá quen thuộc, ai em đã từng chơi. Hai bạn mới ngày hôm nay sẽ được trải nghiệm trò chơi này. Xin hỏi Tú Hảo. Dạ, một cái gì vậy? Tụi lần trước. Tụi đấu dài. Bên kia ai có khả năng đấu với tôi? Thiên Ngân, ba trường đại học. Lên. Được. 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 Thiện Thiện, em lên xe tay ga rồi. Trời Thiện. Xe tay ga mà hiên là tét cái bồ. Có điều gì nói trước khi chúng ta chơi trò chơi không ạ?
sống chết có số, phú quý do trời. Phú quý là do anh chứ sao là do trời, anh không được đổi thừa. Mỗi cặp sẽ có 5 câu hỏi. Câu đầu tiên, bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại hiện nay là... Quan cho tôi hỏi là của Việt Nam hay nước ngoài mà. Mọi thời đại mà. Avatar. Sai rồi. Yeah. Ai biết không ạ? Là Titanic. Sai, Titanic bị qua mặt rồi. Hiện đại cao nhất là Spider-Man phần mới nhất. Anh game đúng không anh? No way là anh game. Câu tiếp theo, thám tử nổi tiếng ở Nhật Bản mà đứa trẻ nào cũng biết. Mình đi nhanh hơn em. Bạn nhấp gạo. Conan. Em chưa tới trước mà. Anh Giang ưu ái bên đội quá. Thám tử Conan. Shinichi Kudo nữa. Kudo là họ. Ủa sao chắc khi Kudo nữa kìa. Kudo là họ, họ. Đúng rồi. Tên là Shinichi rồi. Nói chung là có nói được Shinichi là cũng giỏi rồi. Câu này là một câu tính toán. Chết rồi. Về số học. Để chị. Trong tủ lạnh nhà bạn có 8 quả táo. Để chị hiểu chưa. Tới đây hiểu chưa. 8 là tiếng Anh gọi là gì? Apple. Đó. Bạn lấy ra 2 quả. Mẹ lấy 1 quả, bố lấy 2 quả, em lấy 3 quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo? Khoan, ban giám khảo đọc lại được không nha? Trong tủ lạnh nhà bạn có 8 quả táo, bạn lấy ra 2 quả, mẹ lấy 1 quả, bố lấy 2 quả, em trai lấy 3 quả, bạn còn bao nhiêu quả? 2. Mình còn 2 quả. Ủa? Đúng rồi. Đó. 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 Người ta phải cắt bỏ đi nhiều lần trong đời. Tóc. Rồi sao nữa anh? Hết rồi, hết giờ. Anh không ra sao mà anh kể ra được. Hết giờ rồi. Hết giờ. Chính xác. Đã hết 5 câu hỏi. Luật mang về 2 và Ngân mang về 3. Ôi trời ơi. Anh sao á? Trời ơi, anh ra quân vậy là xong rồi. Hai khách mời ngày hôm nay đấu với nhau à? Dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng rồi. Một gia đình gồm có 6 người, ba mẹ và các con. Đứa con gái lớn tên Xuân, đứa con gái thứ hai tên Hạ, đứa con gái thứ ba tên Thu, đứa con gái thứ tư tên Đông. Hỏi đứa còn lại tên gì? 5 4 3 2 chưa nghe 1. Trong trường hợp 5 giây không ai trả lời, cả hai đều bị bắt. Ủa em giơ tay mà. Muộn rồi, hết giờ. Tại vì nhà có 8 người mà 4 người con là đủ. Ủa? Anh nói lại giùm em, nhà mấy người vậy? Thì 4 giây là tại không nghe cho em giải thích đi, cho em giải thích đi. Nhà 6 người. Nhà 6 người thì là 4 người con là đủ rồi, vì ba mẹ nữa là đủ. Đúng rồi. Mà nãy em giơ tay rồi, em chưa kịp lên. MV 2 triệu năm của Đen Vâu được quay ở biển nào? 5. Mời. Phan Thiết. Đáp án là Hạ Long. Ủa em, thí dụ mình không biết đừng nói. Anh truyền kinh nghiệm lại đi. Lợi thế của bé Hảo đó. Bây giờ em im lặng luôn. Thôi im lặng là thua luôn. Câu này dễ nè. Ở Việt Nam rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? À, lên ở Thăng Long và hạ Hạ Long. Hay lắm anh. Khoan, Thăng Long ở đâu? Hà Nội. À cái này dễ nè, mà chắc hai bạn không biết. Ở Chợ Nổi Cái Răng, các bạn biết á, ở Chợ Nổi là chiếc ghe nó bán cái gì nó treo đó đúng không? Đúng rồi. Ở Chợ Nổi Cái Răng, đúng. Khi một chiếc ghe treo tàu lá dừa trên cây bẹo thì mang ý nghĩa gì? Bẹo là cái cây mà treo lên chào mặt hàng á. Em biết. Ủa, Hải trả lời đi Hải. Thôi đừng, không biết thôi. Không biết. Bán dừa. Em vẫn chưa biết cây bẹo là cái gì em luôn. Em cũng không biết cây đó là cái gì luôn. Đó là một cây ở trước cái tàu á. Là bán cái ghe đó. Bán hết hả? Cái đó tôi chưa đi Chợ Nổi. Ta cột rồi, ta muốn bán cái đó. Thế thì khi một chiếc ghe bằng cột tàu lá dừa thì bán cái gì? Bán cái ghe. Bán cái ghe, đúng rồi. Bán ghe. Động vật nào sống dưới nước mà không biết bơi? 5 4 3 Đây. San hô. San hô, chính xác. San hô. Như vậy là Hải mang về 3 điểm. Nó chỉ biết lặn thôi. Đúng, mang về điểm O. Cặp tiếp theo, hãng hàng không Hà Lan
hàng không các tiểu quốc Ả Rập Thống Nhất và hàng không của Singapore dạ. có đặc điểm gì giống nhau? Vinh. Đều có máy bay. Đều có máy bay. Ủa, cái đó không giống đi, anh nói nó không giống đi. Em nói phải bắn anh Vinh thôi. Sao, ai có cái gì đặc hát? Biệt chứ anh. Đây, đây, đây. Dạ. Trang phục của tiếp viên hàng không đều có hạng thương gia. Đều có hình con rồng hả? Đều có hình con rồng. Cái gì ta? Ai có cái gì khác? Em nghĩ là chắc phải nội địa. Đều là của châu Á. Đều là của châu Á. Thứ nhất là sai nè. Nội địa là sao? Hà Lan. Hà Lan. Là sao? Hà Lan. Hà Lan. Hà Lan sinh với lại Ả Rập. Ả Rập. Ý Ngân là sao? Đồng đội của tôi nói là đều là của châu Á. Em không không nghe. Nói đi Ngân. Ý là sao? Em tưởng đâu là cái gì là. Không có chuyến bay nào. Không có chuyến bay nào nghe luôn á. Chính xác, không có chuyến bay nội địa. Wow, hãy giỏi. Tại vì Singapore nhỏ xíu à. Một xíu à. Singapore nó chỉ cỡ như Phú Quốc mình thôi. Và trong Phú Quốc thì ta đâu bay qua bay lại chi. Không. Trời ơi, có hàng thương gia. Nhưng mà anh nói có lý không? Anh không gành về máy bay là thua. Đúng không? Ủa, máy bay thương gia. Nhưng mà anh nói cái điều quá hiển nhiên nhau. Điểm giống nhau thì có hàng thương gia cũng là một cái điểm giống nhau. Wow, thì ở hãng nào mà chẳng có. Rồi, ok. Mai mốt nó cũng sẽ có bay nội địa thôi à. Nó có bay nội địa. Nó bay bằng flycam á. Ờ, nó bay từ quận nhất qua quận 3 đi máy bay được không? Nó giàu, nó có tiền. Con vật to lớn nhất hành tinh là con gì? Năm. To lớn nhất hành tinh à? Dễ mà ta, cái này dễ mà. Dễ. Cá voi. Chính xác. Cá voi xanh. Cá voi xanh con. Cá voi xanh. Cá voi xanh. Không, khủng long nó tuyệt chủng rồi. Chính xác là cá voi xanh. Cá voi rồi. Thúy Ngân đội em trả lời là con khủng long. Cũng đúng. Em có biết chính xác từ hạng của nó không? Cá voi xanh con là to nhất. Dạ, dạ. Đúng rồi. Con voi mammoth to hơn không? Con voi mammoth to hơn không? Bé Ngân hỏi. Không, sai. Con voi mammoth đó chỉ bự bằng con bu đồ thôi à. Em có thấy nó ngoài chưa? Em nhìn trên hình thôi à. Câu tiếp theo. Con này quá dễ luôn, quá ư là dễ luôn. Dạ. Và tiếng luật không thích điều này. Loài cây nào ta có thể ăn khi chúng còn nhỏ? Măng. Là cây gì? Tre. Tre. Có người nhắc rồi. Xin lỗi giám khảo. Nói đúng rồi, nói đúng rồi. Đúng rồi. Không nói chuyện sao một. Cái này nó quá dễ. Coi lại hình đi không. Mà tiếng luật là không thích măng đúng không? Đúng. Wow. Tôi không ăn măng. Biết không biết. Câu tiếp theo. Bộ phim hoạt hình dài đầu tiên trên thế giới là phim gì? Vinh. À, chụp mít cây là phim gì ta? Không, phim gì ta? Hết giờ. Ta. Bộ phim hoạt hình đầu tiên. Đã hết giờ. Ta. Mít cây. Doraemon. Sai. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Không. Sao phải không, bạn giám khảo? Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Hãy đợi đấy. Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đúng rồi, đúng rồi. Sao là dài nhất ta? Sao nó dài ta? Sao nó dài vậy? Đầu tiên trên tại vì hồi trước mà em nhớ phim nó ngắn lắm. Nó những chap rồi còn dài. Câu cuối cùng câu này dễ. Kể tên một con sông đồng thời là tên tỉnh hoặc là thành phố mà nó đi qua. Ủa, mời cái, mời Lan Ngọc. Sông sông gần đây thôi. Sông Tiền. Sông Đồng Nai. Người ta chưa trả lời sông mà. Sông Đồng Nai. Tâm trong tiền rồi. À tiền rồi đúng sông. Rồi. Tiền bạc cái gì? Không sông Đồng Nai đi qua được. Đúng rồi. Rồi. Trời ơi. Dở qua mấy cái tỉnh. Dù là trả lời câu này đúng Vinh ơi, nhưng mà Ngọc vẫn thắng 3-2. Em nhường anh mà sao anh không thắng? Em thôi đừng có nói xạo xạo đó, cái miệng nhường của bà nãy là xin xin đi sợ. Vinh thua nè, chú Hảo thua nè. Tôi quề. Gần thua. Quề đâu? Tí là thua luôn nè. Thua rồi. Ủa, vậy là thua trắng hả? Đúng rồi. Thôi, tại vì tôi thấy chương trình có vẻ ưu ái bên kia. Ủa? Tôi thua giờ phải có lý do chứ. Rồi bây giờ dạ lên đấu cái nữa nè. Cho người ta biết thế nào. Đấu kìa. Anh không chịu khoan nhượng với mình. Đâu vậy? Dạ, Thú Hảo đi. Thú Hảo. Hảo. Lên em. Nếu thắng luôn. Ở lượt này là mình thắng 4-0 cho đội người ta biết là thua là bàn tập là như nào. Trời ơi, sao mà nở? Thôi để chị để cái áp lực quá vậy anh. Trời ơi. Em sẽ gỡ lại danh dự giúp đội của bé Hảo. Sao hết. Em mới thua đây. Anh thua mấy mùa rồi anh quen. Công chúa Bạch Tuyết thường mặc áo và váy màu gì? Dạ mặc áo ở trên là màu trắng, ở dưới màu xanh dương. Quá hợp lý được. Ngược lại. Sai bé hả? Ngược lại. Tao biết trả lời rồi đúng không? Ờ, ở trên này màu xanh, ở dưới đây màu vàng. Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Màu xanh vàng chứ đâu có trắng. Không có trắng tuổi thơ. Trong MV Gangnam Style của Psy, biết không ạ?
Dạ, biết rồi. Ở bà gắn năm tay bị sai cửa của ngựa màu gì? Màu năm. Cửa con ngựa màu đen à? Không có gánh cửa ngựa. Thấy chưa, em nói con cửa chỉ nhảy thôi. Nhảy ngựa thôi. Có vô cái chuồng ngựa mà. Có vô mà không có cười. Không có cười. Con ngựa chỉ lọt cái đầu ra thôi. Trời ơi, câu này mà không biết nữa thì thôi, không phải người Việt Nam luôn á. Chết rồi. Rõ ràng là bông mà lại là hạt. Rõ ràng là hạt mà lại là bông. Đố là gì? Quá dễ luôn á. 5. Em trả lời được. 4. 3. Ý là em nói cái này hả? 2. 1. Trả lời. Dạ không, lúa. Lúa, chính xác. Lúa, cái lúa. Bông lúa, hạt lúa đều là nó hết. Đã từng ăn sâu gì? Tiếng Anh tới lá. Lá dứa, lá nếp cẩm. Lá cẩm có màu gì? Tím. Tím. Màu xanh. Ủa? Mà lúc mà nó chín màu tím. Lá màu gì? Lá màu xanh. Màu xanh. Câu này dễ. Trong một đoạn video cảnh một con thuyền chạy trên sông, bỗng nhiên con thuyền mất tiêu trên dòng sông. Why? Tắt TV. Giờ cắt hết cảnh. Mất trên dòng sông, tức là TV vẫn còn mở. Ao phim. Mất đài. Mất đài. Mất sóng. Cái máy quay phim đây nè nha. Ao phim. Con tàu nó đây nè, đang chạy y cái nó qua đây là mình đâu thấy nó đâu, nhưng mà trên sông vẫn còn. Ao phim. Lia máy hả? Ra khỏi. Không phải lia máy, em lia máy là gì? Dạ. Lần đầu tiên trong đội mình đã có người thắng. Tú Hảo 3 và Lâm Bây Giờ 2. Ok. Chính dự là cũng ok rồi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là cái trò chơi nhanh tay nhanh trí này đội mình vẫn thua. Và từ đầu giờ đội mình cũng đã thua. Trước khi chúng ta đến phần hình phạt ở cuối chương trình thì chúng ta đến với lại gia đình Bể Nụ để coi hai bên Suya hôm nay đã xảy ra tình trạng gì rồi. Còn hiện tại chúng tôi xin phỏng vấn đã từ bao giờ đi chơi game mà thua liên tục không? Dạ chưa, đây là lần đầu tiên. Mình có hãnh diện với những người bên cạnh không? Bây giờ dù có thua hay thắng đi chăng nữa thì em vẫn hãnh diện về đội của em. Tại vì tất cả mọi người đều bế em qua cái vòng đó là thắng danh dự rồi, đúng không? Đúng không anh? Đúng. Có cố gắng rồi, đúng, vui rồi. Tôi rất như vậy, thua không có đủ thừa. Dạ. Rồi, Lâm Đại Tinh Mến. Mình hôm nay là một người của chương trình nhiều mùa rồi, chứng kiến nhiều người đến và thua rồi. Hôm nay mình tham gia trực tiếp và mình toàn thắng, thắng trên mọi phương diện. Cảm giác như nào? Một phần cũng là nhờ các nụ ở đây. Em nói đơn giản vậy nè, nếu mà chúng ta thi nhiều những cái trò chơi mà bưng bê hay là tinh thần đồng đội đi. Nếu mà mình không có sự phối hợp của tất cả mọi người thì không thể thắng được. Đúng rồi. Đấy. Mình mà cứ cãi lộn đó mà, rồi phải cảm ơn nụ rất nhiều. Cho nhau thì anh làm sao mà là anh chơi với tôi không à, anh ác với tôi không à, anh tha cho nó. Anh không có xài cái chiêu này. Không phải, nó nhanh lắm em. Em xài nó rồi đó, anh biết không? Rồi, một câu phụ cho Tú Hảo. Em thấy tuổi tác đã ảnh hưởng như thế nào về những trò chơi thể lực? Mọi người nói là gừng càng già càng cay đúng không? Em lại thấy cay thiệt. Em sợ ý cái là cay em cay quá. Em luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Cay cuốn. Em cay quá trời luôn. Em nghĩ là chắc sức bền nó sẽ ok hơn là cái phần kinh nghiệm anh ha. Em nghĩ cái đó quan trọng hơn, sức bền quan trọng hơn đúng không đúng anh? Rồi, sức bền quan trọng mà. Dạ. Hồi nãy em phóng bao nhiêu tôi phóng bấy nhiêu đó. Tôi là người ẩm em qua sông. Dạ, tôi dạ. Em súp bờ đồ. Tôi là người ẩm em xì quá. Ủa gì giặt giặt khách mời vậy? Sao vậy, anh là người mời người ta về bên đội đó anh, cuối cùng. Anh mời qua, anh nói để cho Tú Hảo biết, để lấy kinh nghiệm, để giống như là số sau Tú Hảo chơi. Không, em nghĩ là nếu như mà cái phần đó mà nếu mà đổi lại là em không về đội của anh mà anh Hải về đội của anh thì anh nhắm là tụi anh có thể thắng được cái vòng đó luôn hay không? Đúng, em nói rất đúng. Đúng tụi không? Anh chỉ thua một vòng đó thôi, các vòng còn lại tụi anh thắng hết. Ôi vậy là anh đang đổ thừa khéo với em thua. Anh không đổ thừa, anh thua là chịu chứ không có đổ thừa. Anh có bao giờ đổ thừa là tại Vinh là chơi không được đâu, tại em chơi thua đâu. Anh không bao giờ, anh lỗi anh hết, lỗi anh hết. Nói chung ngày hôm nay đội chúng ta là vừa đều đội hình, vừa đều lứa tuổi, vừa đều nhan sắc. Bên này không đều mấy ha. Lỗi tôi hết á, tôi xấu nhất đội. Trước khi đến với phần cuối cùng, mời quý vị đến với gia đình Bể Nụ để xem ngày hôm nay Suya sẽ có những chuyện gì xảy ra. Hey. Ghê quá. Thua quá khùng. Đứng bên này xui nè. Đứng bên này thôi. Giờ đổi thua. Để có anh nữa.
đây là chương trình Bảy Nụ Cười Show. Biết rồi, nhìn cái bục, hai cái ghế, hai cái loa bắn là nhanh tay nhanh trí. Tôi nhớ nhất cái lời nói của Lê Dương Bảo Lâm. Thưa quý vị, đây là một trong những tài năng vượt bậc của chương trình chúng tôi. Đúng vậy, nói về tính toán, cô ta tính không thua ai. Không thua ai. Xin hãy chọn cặp đi ạ. Nhá gì đó, tiến lên. Mùa nào cũng vậy. Được, tôi thách đấu. Há miệng da à? Há miệng da. Trương Thế Vinh chơi. Ủa, hai đứa mình đâu có hợp cơ hội chọn đâu, đúng không? Đúng rồi. Chờ đây em đi. Vậy thì anh Luân chơi trước. Chương trình Bảy Nụ Cười Xuân phát sóng lúc mấy giờ, kênh nào? Trời ơi, bà Ngân bấm biết giơ tay nữa. Bà Ngân trước. Dạ, 20 giờ trên HT. 20 giờ 30 phút. Chưa nói xong mà. Hả? Em chưa nói xong rồi. Rồi nói lại. Không, em nói cho 20 giờ xong em chưa. Nói lại, nói lại, chờ nói lại. 20 giờ 30 phút. Hai mươi mốt giờ. Hả? Hồng gia. Thứ mấy? Thứ hai hàng tuần. Trên HTV 7. Bắn cái nước khờ luôn hả? Nó mặn cái em bé khôn chi vậy? Bắn cái chậm lại liền. Cho em gọi mà nói lại được không? Chứ không em trả lời gì rồi bên chương trình không mời em nữa. Không sao, không sao, không sao, không sao. Mùa này mùa cuối của em rồi. Mùa này mùa cuối của em rồi. Em thấy sao Lân? Chắc là Ngân nhường em đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng đại khách mới thôi. Nhường thôi chứ làm sao quay hoài mà không nhớ được. Câu 2 em có nhường Ngân không? Để anh biết bắn em luôn. Câu 2 thì để xem câu hỏi đó. Rồi. Trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa, nhân vật Dư của Sông Luân đã nằm viện hôn mê bao nhiêu tập phim trước khi tỉnh lại? Em biết, vai của anh mà anh không nhớ là kỳ lắm luôn. 5 tập. Ghê luôn, nói đi. Đón em vuốt tóc. Đón em vuốt tóc. Đón em vuốt tóc. Không, em giơ tay rồi, đừng sao. Năm. Ờ, 5 tập. Em nhớ mà, chắc chắn 5 tập. Thưa quý vị thân mến, khi mình nhận cái phim truyền hình đúng không? Dạ. Mình phải về mình lọc ra đúng không? Tập dạ. này mình diễn phân đoạn nào đúng không? Dạ. Rồi mình phải giữ đường dây tâm lý đúng không? Rồi mình có làm việc đó không? Có chứ anh. Dạ, xuất sắc. 5 tập đúng không? 5 tập đúng không? 5 tập đúng không? Trời, bất ngờ gì? 9 tập. 9 tập hả? Ủa, sao dài vậy ta? Khoan xí bé Ngọc. Em đó có, em có đóng phim đó không? Không. Không. Em mê phim đó lắm, em nhớ. Nhưng mà em sao? Cái này em biết lý do nè. Tầm. Tại vì cắt để ra những kịch bản là 48 nhưng mà dựng tới 71. Thì đang nói bản bản dựng mà. Thì đúng rồi, cho nên là em tính là bị sai là xin. Em tới 9 tập lần hả? Em nhớ 5-6 tập à. Thì 5-6 là trong kịch bản thôi. À. Câu số 3, Sakura Sahara Satura, đâu là tên một loại hoa? Giơ tay, giơ tay. Sakura. Thấy chưa? Nhường luôn. Sara là hai mặt, Satura là tiếng Việt ha. Vai diễn hành động đầu tiên của Lan Ngọc có mật danh là gì? Lân, vệ sĩ Sài Gòn. Tay đỏ, tay đỏ. Ở nhớ lộn, đúng rồi, đang tay đỏ. Vệ sĩ Sài Gòn không có Lan Ngọc. Em nhớ nhộn, em nhớ nhầm. Bắn 7 lần cho em đi ạ. Không có bạn đâu ạ. Có 4 quả táo được đựng trong 2 cái túi. Hiểu tới đó chưa? Hiểu. Số táo trong một túi gấp đôi số táo trong túi còn lại. Bạn phải đựng như thế nào để được như vậy? Cho 2 túi vô rồi bỏ 4 táo vô. Lân à, cái gì không biết đừng nói. Cho trong 2 cái túi vô. Nghe lại câu hỏi ạ. Có bông quả táo được đựng trong 2 cái túi. Số táo trong một túi gấp đôi số táo trong túi còn lại. Vậy đựng như thế nào? Để cái rổ dưới, xong rồi bỏ 2 quả táo, xong chồng cái rổ lên rồi bỏ thêm 2 quả táo trên nữa. Có cái rổ trong không thì em thấy cứ đựng y vậy thôi, đừng có đổ qua đổ lại. Để nãy giờ đang nói cái túi và rổ đâu ra. Bỏ mỗi túi 2 quả táo, sau đó bỏ túi này vào trong túi kia. 10 năm là một thập kỷ, 100 năm là một thế kỷ, 1000 năm là một thiên niên kỷ, vậy 1 triệu năm gọi là gì? 2 3 1 triệu năm 4, gọi là 1 5 Lương. 1 triệu năm gọi là 1 triệu năm. Chính xác.
Gạo nếp là gạo hay nếp? Gạo nếp là gạo nếp. Gạo nếp là gạo. Tên á, hơi đi gần hết. Nãy giờ hai ba cái rồi đó. À, thương yêu thì cần hành động. Thì thương cái gì cần nói nhiều đố chữ. Không biết thì im quá luôn dễ. Đi. Quá dễ. Áo bao nhiêu chị? 5.000, bán 3.000 được không? Em. Thương lượng ạ. À. Nếu trả lời gì? À, thương lái. Thương thảo. Thương lái. Buôn bán mà. Không, thương lượng mới đúng em ơi. Thương lượng thảo. Quá. Tôi đang nghĩ trong đầu là thương tích. Mà không dám nói ra. Thương lái cũng được mà đè mình lại đi sau người ta rồi. Ok. Song Luân từng livestream nội dung gì trên TikTok khiến cộng đồng mạng mà lem. À, mới đây thôi. Em đi livestream lúc em bơi. Trời ơi, sao hỏi về ảnh sao em biết? Tỷ số hiện tại 5 đều. Rồi, mời gặp tiếp theo. Câu đầu tiên. Trong bảng xếp hạng những người đẹp nhất thế giới, Lâm Vĩ Dạ đứng cuối cùng. Hỏi Lâm Vĩ Dạ đẹp hay không đẹp? Mời. Đẹp. Tại sao ạ? Tại vì đó là những người... Tại vì nằm trong những người đẹp. Ủa, trong mắt em quá đẹp hả? Ơi. Không phải, em bị phân vân. Tự nhiên nói là chị già nằm trong top danh sách đó. Mà sao thiếu em với Thúy Ngân? Cái... Em với Thúy Ngân nằm ở vị trí trên đó. 98, 99 chị à, em với Bé Ngân là trong cái đường dây đó rồi. Mà em lo cái gì vậy? Có vậy cũng dành nữa mệt. Em giỡn, xin lỗi mọi người. Câu số 2. Mê gì mà khó thoát ra được? Ngọc. Cung. Mê đắm. Cung. Đâu mê đắm. Mặt của Hello Kitty không có bộ phận nào? Cái miệng. Hay quá. Wow, tụt giấy rất là luôn. Trời ơi. Anh Luật biết Hello Kitty là gì không? Làm gì không biết. Trời ơi, biết. Trời ơi. Trong hai bạn ai hay coi phim Avenger? Em không biết luôn á. Avenger tôi coi được con tập hay tập. Chứ mà phim Avenger là tập nào? Endgame á. Avenger Endgame là coi. Vậy là không coi tập đó rồi. Coi hết không? À hết. Thì nó dài đó. Đầu tới cuối luôn đúng không? Có coi từ đầu tới cuối nhưng mà ấn tượng nhất khúc cuối thôi. Nếu mà hỏi khúc cuối thì có thể trả lời được. Nhân vật Iron Man nói câu gì trước khi búng tay ở cuối phim? Ê! Ngọc. 5. Anh Lực. 4. Anh Lực. I love you 1000. 3. I love you 1000. 2. Không ai nhắc được hết lên, chịu giận đi anh ơi. Quá dễ. I love you 1000. À đúng rồi. Không phải. I am Iron Man. Chính xác. Con bé này em rồi ơi. Không. Trời ơi, anh Vinh là người là siêu nhất rồi. Fan Marvel. Nhưng mà có câu anh đúng ra em mới đi thi mới. Em nói cái này rồi anh không muốn nghe. I am Iron Man hả? I am Iron Man. Vậy thì hai bạn có ai coi phim hoạt hình không? Hình nước ngoài. Nước ngoài hả? Nước nào ạ? Nước Nhật thì tôi có coi. Phim gì? Coi phim gì? Nobita. Doraemon. Conan đồ. Thủy thủ mặt trăng. Thủy thủ mặt trăng tôi không có coi. Ronin Kenshin. Hả? Naruto. Sao không? Nữ hoàng băng giá Frozen. Trời ơi chết tôi rồi. Phim đó coi rồi gì? Dạ. Không, chưa coi. Bài hát chủ đề có tên là gì? Lê cô thế thôi bèn đi mà. Ngọc đừng hát nữa bị bắt. Ủa đúng rồi mà. Chúng tôi hỏi tên bài hát không yêu cầu hát. Thì bài hát là Let It Go. Em hát nguyên một đoạn. Đâu em nói là Let It Go. Xong em mới hát Let It Go. Em hát cái đoạn điệp khúc. Em đúng. Sai. Đúng không Vinh? Đúng. Chúng tôi hỏi là bài hát chủ đề phim tên là gì? Chỉ cần nói đó là tên Let It Go. Đúng là rồi. Còn em hát Let Go. Không. Let Go. Em nói là Let It Go. Xong em mới hát Let Go. Đúng rồi. Không ra lại thôi em. Không. Thôi em không chịu. Đúng cái không? Câu đầu tiên đã nằm trong bài hát rồi. Nó là nốt nhạc rồi. Let it go, let it go. Đúng, đó là melody rồi. Cái câu thứ hai đã là let it go rồi. Ví dụ hỏi nè. Trong một phim Giả Từ Dĩ Vãng, ca khúc chủ đề tên là gì? Giả Từ Dĩ Vãng. Đúng, nhưng nếu mình hát Giả Từ Dĩ Vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tình là sai. Đúng rồi. Đúng. Anh Giá. Thực sự ra là không có tôn trọng. Ví dụ ta nói là thưa ban giám khảo, đó là phim Death. Ôi cái này em thua. Câu tiếp theo, câu hỏi số 6. Số 6 rồi hả? Thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc. Chết men tính toán hả? Thiên về tính toán. Rồi tôi thua chắc rồi. Sao vậy anh? Cố lên. Tiến Luật bước vào tiệm vàng trộm của bà chủ Lan Ngọc 1 triệu đồng. Sau đó dùng tiền này mua chiếc nhẫn 700.000. Tiến Luật đưa ra 1 triệu nên Lan Ngọc thối lại 300.000. Hỏi Lan Ngọc mất bao nhiêu tiền? Đây. Đây. Mất 300.000.
Vô nhà em nè. Vô nhà em nè. Lấy 1 triệu. Lấy 1 triệu nè. À, lấy của em. Đúng rồi, chứ không lẽ lấy của tôi. Đúng rồi, em mất 1 triệu vào một cái nhẫn. Một cái nhẫn là 300 ngàn à. Là bao nhiêu? 1 triệu. Nói chung là 1 triệu đồng. Trò tiếp theo. Trò gì 5 bé hơn 2, 2 bé hơn 0 và 0 bé hơn 5? Em biết. Ô mong chia. Ô mong chia. Là 5. 5 bé hơn 2. Trò gì vậy? Em biết, em 2, biết. 2, 1. Trò gì? Quánh tôi tiền, quánh tôi tiền. Kéo búa bao. Kéo búa bao quả tôi xì. Trong phim Tây Du Ký là phim có ai nè? Bói nhân vật chính nè. Tam Tạng nè, Ngộ Khuôn nè, Chưa Bắt Giới và Sa Tăng. Ngộ Khuôn là sai, Ngộ Không mới đúng. Trong phim Tây Du Ký thì trò Đường Tăng trải qua bao nhiêu kiếp nạn? Biết ngay mà. 81 kiếp nạn. Biết ngay, ngay mà dơ không kịp thôi. Biết ngay thì dơ trước luôn. Ừ, tiếp tục liên quan đến phim Tây Du Ký. Đường Tăng đặt tên cho Tôn Ngộ Không là gì? Ngộ năm. Ngộ Tịnh. Không phải. Không phải. 3 2 1 Ngộ Không. Không phải, có một cái tên khác nữa. Ngộ Tịnh. Ngộ ngộ lắm luôn. Tôn Hành Giả. Đúng rồi, Tôn Hành Giả, giả hành tôn. Quên. Câu này lại là một câu chuyên môn em luôn. Đừng. Tính toán. Đừng. Trên bàn có 5 con ruồi. 2 con ruồi đực, 3 con ruồi cái đậu vào dĩa thức ăn. Nguyễn Nhân A bực mình đập chết 2 con, hỏi còn mấy con? 3 con. Không. Còn 2 con. Sao vậy? 2 con chết nằm trên đống á. À. Đúng rồi. Ủa vậy con? Trời ơi. 3 con kia giật nó mình. Bài, tôi sai bạn ơi. Như vậy là sau khi trả lời thì Tiểu Lực mang về 6 và Lan Ngọc chỉ có 3 mà thôi. Câu hỏi cũng vô cùng đơn giản. Doraemon có mấy sợi râu? Dinh. 6 sợi râu. Chính xác. Hay ta? Trời ơi, em tuổi thơ dữ dội mà. Doremi có mấy sợi râu? Dạ. Dạ, 4. Không sao chứ. Không có râu. Đúng rồi, người ta là con mèo cái mà. Ai đưa ra câu hỏi này vậy? Câu này là thiên về tính toán. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 bằng 100. 100 à? 100 em ơi, chiều nay 100%. Đáp án là 120. Trời ơi, hỏi ai mà hỏi ngay thần đồng toán khảo. 6 x 4 tới 24 lần hồi nãy chị nhân ra 20 thôi. Trời ơi, 6 x 4 = 20. Nên em mới nhân ra là 20 nhân với 5 là lâu lắm rồi mới có idol tính toán của tôi ngồi đây. Làm thế nào để chia đều 7 quả táo cho 8 người? Em. Mời. Một quả mình cắt ra 8 phần. Chính xác. Trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa, mẹ chồng của nhân vật Châu Thúy Ngân đóng có quán ăn bán món gì? Phở. Món phở. Cái gì vậy? Trên cháu là chị thấy không? Đây không, một cô anh chị không thấy gì hết. Mé một chút xíu rồi chị nói phở rồi. Trời ơi. Trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa, nhân vật của Song Luân làm nghề gì để kiếm tiền? Đây trước. Làm nghề lái xe và đánh lộn. Sai. Đánh lộn mà sao là nghề được cưng? Chỉ có lái xe thôi. Không, ai nói mà đánh lộn là cái nghề tiền mà. Không, cái nghề của em xe không biết được. Cái lái xe hả? À? Đúng rồi. Cái nghề đánh lộn. Nhưng mà đánh lộn cũng ra tiền. Cái nghề đó thôi. Anh ơi xin ai lỗi có là nghề. Anh Phan Sĩ cho tôi hỏi chứng chỉ hành nghề của nghề đó là gì ạ? Là có người trả tiền. Không có ai có cái nghề đánh lộn. Đi làm là phải kiếm tiền. Không. Có nghĩa là kiếm được tiền, có nghĩa là đi làm. Trong phim á, khi mà hỏi là người ta hỏi là lúc mà chút hỏi em, bạn gái hỏi là anh làm nghề gì đó, là tôi làm nghề lái xe công nghệ. Đúng, chính xác, đáp án chương trình lái xe công nghệ. Lái xe công nghệ. Câu thứ 7, có bao nhiêu người đã có con trên sân khấu này? 5. Dạ vâng. 1. 3. 2. 3. Đúng rồi, 3 là dễ quá mà. Ủa? Anh có là anh mấy em, anh em làm súng bóng ở dưới không ai có con hết hả? Ở dưới có ai có gia đình chưa ạ? Chưa có gia đình luôn, mà có con chưa ạ? Câu tiếp theo, nhân vật của Lan Ngọc trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu có biệt danh là gì? Ê, Ngọc, em mở miệng ra em nhắc lời cái đi, à, đi. Trả lời đi ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Bạch Xỉu. Bạch Xỉu. Bạch Xỉu. Bạch tay nè, chứ Bạch Xỉu.
Miss Q. Miss Q. Thôi, em tức ghê luôn anh Gia, cái miệng con bé như là em nghe là bạc xỉu. Câu số 9. Vâng. Sáng sớm, Trương Thị Vinh lái một chiếc cúp xanh tung tăng đi chợ mua đồ ăn sáng cho Ý Ngân. Hỏi Trương Thị Vinh mua món gì? Đố chữ. Sáng sớm, Trương Thị Vinh lái một chiếc cúp. Canh súp. Canh súp xanh. Súp cúp xanh là canh súp. Câu cuối cùng, câu số 10, địa lý. Biên Hòa, Đà Lạt, Tây Ninh, thành phố nào giáp biển? Biên Hòa, Đà Lạt, Tây Ninh, không có thành phố nào giáp biển. Suy nghĩ rồi, đọc lại câu hỏi là suy nghĩ rồi. Anh ơi, trời ơi, chỉ bắt đầu khi mà anh Giang đếm 5. Khi nào anh đếm tới 0 thì em mới không có quyền trả lời nữa chứ. Tỷ số hiện tại đang là thuê nhau 5 năm. Yes. Như vậy. Anh thấy không? Đều. Hai đều. Tức thiệt, cái vụ bạc xỉu là tôi tức. Bạc xỉu. Chứ không coi phim em mà chị quay qua chắc còn là cái tên gì? Miss Kill. Cái thua là thua gì không? Thua cái là lúc toán nhân 100 đó. Cái 4 20. Hả Hồng Gia?